lèo số 17, Công Thuật của cụm 7 Thọ Xuân đứng đầu lèo và Văn Hiền của cụm 5 xin theo. Mời hai đô ra giới để làm thủ tục thi đấu. Sau trận thi đấu này là trận thi đấu thứ hai trong chương trình phá giải 3 giữa đô Hải Nam của Thọ Xuân là người đã nhất thắng gặp đô Ngọc Hải của Thọ Xuân là người thi đấu thành công ở lèo số 10. Xin theo hai đôi chuẩn bị. Đặc biệt hiện nay là riêng về cái lèo của các cháu thiếu niên ấy, là hiện nay trong cơ cấu giải thiếu niên thì là lèo là rất nhiều đầu lèo đã có rồi. Vì vậy một lần nữa là xin mời các cháu thiếu niên của địa phương đã có lèo khẩn trương vào gặp ban tổ chức đăng ký để chúng ta giữ lè, giữ giải ba, giữ giải thiếu niên và phá giải thiếu niên. Alo, alo. Mời hai đô vào ngồi ghế hàng đô. Một lần nữa chúng tôi xin thông báo với các vận động viên về tham gia thi đấu là như thế này. Trong luật quy định là các vận động viên vào tham gia thi đấu là nhớ là móng chân móng tay không được phép để dài, chúng ta phải cắt bỏ. Đặc biệt nhất là trong cái giai đoạn thời gian như thế này rồi là nó rất muộn rồi. Vì vậy là đừng để mất thời gian các ban tổ chức. Nên các vận động viên là có trách nhiệm, ý thức và chúng ta cắt móng tay ngay từ ban đầu ở bên ngoài luôn. Và vừa qua là chúng tôi cũng nhận được cái là tấm lòng nhiệt tình của các vận động viên, đặc biệt là các cháu nữ. Thì các cháu đã đăng ký tham gia giữa nam và nữ, nhưng mà hiện nay Bộ Văn hóa Thể thao là không cho phép. Đến giờ phút này là có hai cháu nữ xin gặp ban tổ chức đăng ký là các cháu sẽ vào phục vụ quý vị đại biểu, quý vị khán giả một trận biểu diễn và thực hiện một số những cái kỹ thuật Phật tự do. Vâng, để một lần nữa để động viên cho các cháu thì trước khi các cháu vào tham gia thi đấu biểu diễn thì các quý vị đại biểu, quý vị giả cho một tràng pháo tay thật to để cổ vũ động viên các cháu ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Sau đây là chương trình thi đấu ở lèo số 17. Ban tổ chức xin giới thiệu đô Công Thuật của cụm 7 Thọ Xuân với trang phục đai đỏ, gặp Văn Hiền của cụm 5 với trang phục đai xanh. Điều khiển chính trọng tài Chu Thiên Trung, trọng tài trống là ông Nguyễn Tiến Bảo. Hệ thống giải năm nay ban tổ chức sẽ kết hợp song song giữa trọng tài chính và trọng tài trống sẽ phối hợp. Hai đô chú ý nghe hiệu lệnh trọng tài trống xe đạp. Vâng, từ xưa là các cụ đã có câu nói rồi, đặc biệt trong các sứ Phật hội làng, vật không hay cái đầy kéo lại. Nhưng mà chúng ta thôi, chúng là rất là yêu ái các hàng đô. Hiện nay là chúng ta cũng chưa xe đạp bao giờ. Vâng, hai đô bắt tay. Các chúng ta chuẩn bị, hai đôi chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Như vậy là rất nhanh, ngay tiếng còi giao đấu với chủ động tấn công, tiền đô Công Thuật đã loại Văn Hiền ra khỏi đèo số 17. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hoàng Văn Miên. Hoàng Văn Miên, ủy viên thường vụ, ban thường vụ của Hội Cựu Chiến binh nên trao lèo số 17. Vâng, dù thế nào nữa thì quý vị đại biểu khán giả trong tràng pháo tay động viên, phải nói là những đua phải nói rất nhiệt tình. Dù sao nữa phải nói là dành cái tình cảm thời gian, vật hay hay không hay nhưng mà quá nhiệt tình.